I don't wanna say anything, cause if I do, I'ma say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Can we find what we're missing and compromise? Sáng Cà Mau trời rất là đẹp nha các bạn. Trời xanh nhiều mây. Tôi mới dậy luôn, qua nhậu xỉn quá trời luôn. Tại vì ăn mừng cái hành trình của Huy nó hoàn thành đó các bạn. Huy xúc động lắm, kiểu cái ước mơ hồi bé của mình á, đến bây giờ 29 tuổi mình đã làm được rồi. Hôm nay tụi Huy tính đi Kiên Giang hay là Hà Tiên vậy đó các bạn ơi. Không đi Phú Quốc nữa, tiết kiệm được mười mấy triệu tiền phà. Tại vì cái tiền gửi bán tải rồi mô tô lên nó mắc lắm. Mời các bạn ăn sáng nha. Này là buổi sáng của Huy nè, đủ chất nhưng mà nó lành tính. Kinh nghiệm là đi phượt đường xa thì các bạn nên ăn những đồ ăn nó dễ ăn như thế này, vừa tốt cho tiêu hóa mà vừa có nhiều năng lượng. Thu xếp đồ đạc, lên đường. Di chuyển hôm nay tụi mình sẽ đi qua Rạch Giá, Kiên Giang chơi một đêm. Bye bye Cà Mau. Xỏ bộ đồ cho con gái nóng liền luôn á. Lên xe anh em. Tay ra bỏ trong áo giáp nè, chứ còn có mấy trăm mét nữa tới mà đeo bao tay vô lại mất công. Mình đang có mặt ở khu lấn biển thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang các bạn. Thì khu này mới nè, ra đứng giữa đường luôn, mênh mông bát ngát luôn, nhà mới quá trời luôn, không có ai nè. Nãy đi xuống đây thì nắng kinh khủng luôn á, mà giờ thì mưa lâm râm rồi, mát hơn nhiều rồi các bạn. Có tiền xuống đây làm căn ha, lâu lâu xuống Kiên Giang ở ha. Chạy từ ở bên Cà Mau qua đây, đường thì thẳng đó, nhưng mà cái mặt đường trời ơi nó gồ ghề kinh khủng lắm các bạn. Xe Huy set up phục cứng á để chạy cua đèo rồi, bây giờ gặp cái mặt đường này chạy mệt cũng chết luôn. Về được tới khách sạn là chỉ muốn nằm ngủ thôi. Giờ tụi mình sẽ đi ăn cơm niêu. Cơm niêu a là ngon như mẹ nấu. Vô ăn mà không ngon như mẹ nấu là xạo nha. Tại mẹ Huy người miền Trung, đây dưới miền Tây là không biết có ngon như mẹ miền Trung nấu không nha. Mà thấy cơm niêu là thích rồi đó các bạn. Tại vì cơm niêu là ăn nó có cái vị thơm thơm á. Ủa sao nguyên quán có đám tụi mình vậy ta? Mấy con cá đảo hả ta? Cá này là cá rồng đúng không? Cá tai tựa chung đi. Cá da beo. Nó nhỏ xíu rồi. Da beo còn nhỏ. Một thành viên bận công chuyện rồi bây giờ mới xuống được. Tiếc là hôm qua em nó không có đi Cà Mau được chung với Huy các bạn. Ngô Phi. Đêm mắc mưa. Mưa lắm nhiều lắm không? Mắc mưa khúc ở trên đây nè, cách đây khoảng mười mấy cây á anh. Sáng mấy giờ em đi? Sáng là lúc em đi là 9 giờ sáng. Đây, vô ăn cơm. Ok. Sao lâu chạy mình? Mà ta không chín gắn cái thùng chắc không? Cái gì
tiện lắm nha. Ừ. BT09 đúng style bào luôn nè. Đây, cho anh cơ. Ok. Đem nón vô. Anh biết đây là địa bàn của em đó nhưng mà cứ nên cẩn thận đi. Dạ. Ở đâu cũng vậy. Có lá dứa. À, cơm niêu có lá dứa hả? Để tí ăn thử coi cái vị nó có giống sâm dứa không. Bỏ qua sầu trứng. Đó, miếng thịt là chắc được nè. Thịt luôn, chấm gì? Mắm nêm á. Để ăn thử miếng cơm coi nó có khác vị gì không nha. Nó cũng như cơm thường thôi các bạn ơi, mà nó có cái vị thơm thơm, cái mùi thơm thơm. Ăn cơm xong là tụi mình đi ra ngồi cà phê cốc ven biển nha các bạn. Thì biển ở đây nó không có giống biển miền Trung đâu, không phải biển xanh bờ cát vàng đâu. Biển kiểu biển phù sa như thế này tại nó gần cửa sông. Mát quá. Bù lại cả buổi sáng giờ nóng chết luôn. Chiêu quá ha. Đó, biển ở đây thì nó vậy thôi. Hồi xưa lần đầu tiên Huy xuống Huy cũng bất ngờ. Huy cứ tưởng đây là sông nhưng mà thật ra đây là biển á. Đi ăn ốc ở Kiên Giang các bạn, quán này ốc 68 nè. Thấy vừa có ốc mà vừa có 68, coi bộ đặc trưng của Kiên Giang ha. Chiều cà phê ngoài bờ biển xong mà ngủ ly bì luôn. Quá mệt. Tại đi đường miền Tây, đường không có đường đẹp các bạn, dằn quá người mệt chịu không nổi luôn á. Giờ vô ăn ốc. Tại vì không có đi Phú Quốc thành ra là dư tiền cũng khá nhiều á. Giờ vô ăn cho đã đi. Giờ tụi mình xuất phát từ Rạch Giá Kiên Giang về lại thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm qua giờ Huy ăn uống no say quá. Sáng nay ngủ dậy hơi trễ. Bây giờ tranh thủ chạy về. Thời tiết cực kỳ nóng luôn. Thằng em nó muốn chạy thử R1 của Huy á. Nên giờ Huy chạy MT09 của nó nè. Cho nó chạy thử. Lâu rồi mới ngồi lại MT09. Hồi xưa Huy cũng có một chiếc MT09 SB á. Không biết các bạn có nhớ hay không. Ngồi lại mấy chiếc này thoải mái. Ngồi lại mấy chiếc này nó thoải mái ghê. Làm thử vòng coi. Quá đã. Lâu lắm rồi mới chạy lại xe bô hú nè. Thoải mái à. Xe mình đẹp vậy mà. Cái giọng hay lắm. Xe mình giao cho người khác chạy mình mới thấy nó đẹp cỡ nào nha. Chứ mình chạy là mình không biết nó đẹp sao đâu. Tại mình đâu có nhìn được các bạn. Let's go. Rồi, vô. Cái khu bến phà để các bạn đi Phú Quốc nè. Đó. Bến phà Thạnh Thới, bến phà Rạch Giá. Vincom Phú Quốc, ở lộn Vincom Rạch Giá Kiên Giang. Huy cứ lộn giữa Rạch Giá với lại Phú Quốc hoài à. Tại trong đầu cứ suy nghĩ tới 68 á. Đúng là đi mấy chiếc này nó thoải mái, dễ chịu hơn hẳn. Không có mệt vô đi sport ha. Vô bãi xe được cũng tiện. Đó, đây là khu bờ biển, khu lóng biển của Rạch Giá nè. Công viên ven biển các bạn thấy chill không? Đây luôn. Just.
cứ mỗi lần đi tour là xăng lên giá. Bữa đi là 26, 27 mấy, giờ lên 28 năm rồi kìa. Chị cứ đổ tiếp đi. Nó còn lên tới đây nữa. Dạ, rồi. Mời các bạn cùng Huy đi lên cầu Vàm Cống ha, của tỉnh Đồng Tháp. Cầu này chắc là cầu cao lãnh các bạn ha. Huy đang tiến vào thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Mới đi qua hai cái cầu rất là đẹp. Cầu thứ nhất là cầu Vàm Cống và thứ hai là cầu Cao Lãnh. Rất là tuyệt vời các bạn ơi. Giờ tụi mình sẽ vào thành phố Cao Lãnh để ăn trưa, nghỉ ngơi một tí rồi tụi mình chạy về Tiền Giang. Dùng cơm, trời ơi, rớt cái miếng trà gối. Rớt ra nào không hay vậy ta. Chạy mà gió thổi rớt cái miếng trà gối luôn. Ở đây nó cũng nóng quá trời luôn. Cảnh đẹp, đường thẳng băng nhưng mà bị cái mặt đường nó không có được đẹp nha. Mặt đường nó rất là lên xuống, gập ghềnh. Cho nên là chạy hơi bị nhức đầu. Nó tương vậy nè, một là đau thắt lưng mà hai là nhức đầu. Cảm nhận được miền Tây sao? Về quá anh ơi, giờ người rã rụi luôn rồi. Cho đi thêm lần nữa đi không? Không, cũng muốn gặp lại các bạn miền Tây lắm nhưng mà chắc ngày không gặp lại quá. Không, không có đi mô tô nhưng mà đi ô tô. Sẽ đi ô tô chứ không đi mô tô được các bạn ạ. À. Sợ quá đúng không? Quá sợ luôn, quá sợ luôn. Nói chung là đường miền Tây thì Huy đi từ bữa xuống tới bây giờ về luôn là hầu như chưa thấy một cái con đường nào mà có cái mặt đường đẹp. Cảnh này đẹp, đường thì thẳng nhưng mà cái mặt đường nó gập ghềnh quá, đi rất là mệt. Nếu mà bạn nào mà muốn đi xuống miền Tây á thì các bạn lưu ý là lốp xe đừng cứng quá, và thứ hai là cái phụ thì mình chỉnh mềm xíu. Chứ nếu mà xe của Huy bơm lốp đủ áp suất rồi cái phụ chỉnh cứng để đi ôm cua đường đèo á thì xuống dưới này đi chịu không nổi các bạn, nó dòng rất là mệt. Nhiều lúc mà nó dòng nôn mà mình cảm giác mình muốn say xe, mình muốn ói luôn á các bạn. Nên là các bạn lưu ý nha, lốp với lại phụt mềm mềm xíu, đi cho thoải mái. Và đặc biệt nữa là sport bike thì sẽ đi rất là mệt. Đi naked hay là đi touring hay là đi motard rồi đó thì khỏe hơn. Về miền Tây là có cái món này đặc trưng nè, bông điên điển không Thắng? Đúng rồi anh, bông điên điển xào tép. Điển xào tép. Còn một món bông điên điển với lại cá linh nữa. Nhưng mà mùa này chưa có nước nổi, thành ra là chưa có cá linh. Giờ tụi mình đi về Sài Gòn các bạn ơi. Huy về Sài Gòn đây, hẹn một ngày khác gặp lại anh em. Better days seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me and I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Cause there will be a time. Oh, 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 oh,
again, acting like I'm innocent. Why do I try? Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up.